Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường tiếp và làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia. Huyện Bảo Thắng, quả na giảm năng suất do nắng hạn. Nâng tầm du lịch Sapa. Trong phần tin trong nước và quốc tế, khẩn trương xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam. Tháp Eiffel sơ tán du khách do cảnh báo bom. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 8 tại thị xã Sapa, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kiểm toán Indonesia do bà Isma Yamayatun, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có ông Ngô Minh Kiểm, Kiểm toán trưởng Kiểm toán khu vực 7. Tại buổi tiếp xã giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã thông tin nhanh một số thành tựu kinh tế xã hội, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, định hướng phát triển và một số cơ chế thu hút đầu tư tại tỉnh Lào Cai. Lào Cai hiện đang khai thác hiệu quả 4 trụ cột kinh tế: công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông lâm nghiệp. Trong đó, khu du lịch Sapa đang được định hướng trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Tỉnh vẫn đang tiếp tục nỗ lực khai thác tiềm năng lợi thế, thể hiện vai trò là cực tăng trưởng của vùng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho biết, thời gian qua, Lào Cai được hưởng lợi nhiều từ các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Sự hỗ trợ đối với Lào Cai rất quan trọng, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để hiện thực hóa các định hướng lớn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn bà Isma Yamayatun, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia, Đại sứ quán Indonesia tiếp tục hỗ trợ Lào Cai thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cảm ơn Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán khu vực 7 thời gian qua đã hỗ trợ giúp đỡ Lào Cai trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Bà Isma Yamayatun, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Bà Isma Yamayatun cho biết, cơ quan kiểm toán hai nước thường xuyên trao đổi, tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước và chuyến thăm của bà là một trong những hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đó. Bà Isma Yamayatun chia sẻ, Indonesia cũng có nhiều dãy núi, đỉnh núi có tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa khai thác được. Du lịch Sapa với kinh nghiệm xây dựng các công trình kiến trúc, khu du lịch, bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa sẽ giúp đoàn có nhiều tham khảo, đưa ý kiến khi làm việc với các cơ quan của chính phủ Indonesia. Kết thúc năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 398 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 66,1%, tăng 8 trường so với năm học trước. Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng đạt chuẩn của nhiều trường cũng được nâng lên, cơ sở vật chất, thiết bị trường học được tăng cường theo hướng hiện đại. Số trường ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn quốc gia tăng. Hiện ngành giáo dục đang tiếp tục rà soát, xác định đúng lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia theo từng năm trong giai đoạn 2021-2025 để tập trung chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, điều kiện và xây dựng các giải pháp khả thi đảm bảo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ kế hoạch cải tiến chất lượng trong và sau quá trình đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường đạt chuẩn quốc gia, nhất là các trường đạt chuẩn mức độ 2. Nông dân Bảo Thắng đang bước vào vụ thu hoạch na, tuy nhiên do thời điểm na ra hoa gặp thời tiết bất lợi, nhiều vườn na ở địa phương đã giảm sản lượng. Giá bán na quả cũng giảm so với những năm trước. Nhiều vườn na sản lượng giảm mạnh từ 30 đến 40% so với vụ na các năm trước. Nguyên nhân chính là do thời điểm cây ra hoa gặp nắng hạn kéo dài, nguồn nước ở các khe suối cũng cạn kiệt khiến người dân không chủ động được nguồn nước tưới cho cây. Do thiếu nước, cây không đảm bảo dinh dưỡng khiến tỷ lệ đậu quả thấp. Huyện Bảo Thắng hiện có gần 150 hecta na tập trung ở xã Xuân Quang, Phong Niên và Thái Niên. Do na chính vụ giảm sản lượng, giá bán thiếu ổn định nên nhiều hộ trồng na đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để mở rộng diện tích trồng na trái vụ. Hiện tại diện tích na lệnh vụ trái vụ trên địa bàn huyện có khoảng 40 hecta, chiếm 26% tổng diện tích na toàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2003 kỷ niệm 100 năm du lịch, Sapa đón hơn 300.000 du khách. Năm 2023 kỷ niệm 120 năm, Sapa đặt mục tiêu đón được 3,5 triệu lượt khách du lịch. Tận dụng tiềm năng và thế mạnh thu hút đầu tư về du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là những giải pháp mà Sapa xây dựng để trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia. Những thay đổi của Sapa thực sự được đánh dấu kể từ khi cáp treo lên đỉnh Phan Xipang ra đời. 7 năm sau, ngày tuyến cáp treo khánh thành và khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend đi vào hoạt động, dưới chân nóc nhà Đông Dương đã hình thành một điểm đến đặc sắc đậm chất Tây Bắc từ văn hóa đến con người. Chúng tôi rất là tự hào khi mà đưa hàng triệu khách lên với đỉnh thiêng Phan Xipang. Và ở đó, để xác nhận rằng là Phan Xipang là một điểm đến không thể thiếu ở Sapa, và cũng chính Phan Xipang đưa Sapa là một điểm đến không thể thiếu đối với du khách du lịch trên toàn quốc. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch là hướng đi của du lịch Sapa. Nằm trong quần thể khu du lịch Tà Phìn, khu bảo tàng nghệ thuật và vườn tượng ngoài trời này là một sản phẩm du lịch mới lạ. Với sứ mệnh bảo tồn di sản, cầu nối giữa nghệ thuật với thiên nhiên, những người làm du lịch đã bỏ nhiều công sức để sưu tầm hàng trăm tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hàng đầu Việt Nam. Tài nguyên của Sapa đó là tài nguyên phong cảnh và khí hậu và cái văn hóa của người bản địa ở đây. Ba cái đó là ba cái mà ngay từ cách đây 20 năm bên công ty đã xác định nhiều lắm. Và phải làm sao mà sự hài hòa giữa ba cái đó với cái mà mình đưa đến đây. Trên thực ra các tác phẩm ở đây từ cái hòn đá ở đây chị thấy là đều là một tác phẩm nghệ thuật hết. Tất cả các bờ đất đây đều là tác phẩm nghệ thuật. Sapa tiếp tục thu hút đầu tư các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, khách sạn 4 sao, 5 sao để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Song song với đó, thị xã cũng đang quan tâm phát triển các cơ sở lưu trú tại xa như homestay nhằm phân phối lượng khách đến các điểm du lịch cộng đồng, tạo cơ hội việc làm và thu nhập bền vững cho người dân địa phương, đáp ứng nhu cầu của thị trường khách quốc tế và những người ưa khám phá và trải nghiệm văn hóa. Ví dụ như là cái Hiệp hội Điện ảnh Ấn Độ, họ sẽ cử các đoàn làm phim sang đây để tìm hiểu các địa điểm có thể đưa các cái đoàn làm phim sang và quay phim tại Lào Cai. Trong đó chắc chắn là sẽ lựa chọn Sapa là một điểm đến. Cái thứ hai nữa là ký kết với cái hiệp hội dẫn tour của Sapa có 25.000 văn phòng trên cả đất nước Ấn Độ. Thì đây là những cái dấu ấn mà chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới sẽ thúc đẩy cho cái du lịch của Sapa. Sapa đang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, việc chỉnh trang đô thị, chú trọng môi trường trong khu vực trung tâm nhằm tạo nên diện mạo mới. Với tổng số 50 dự án hiện nay đã và đang nghiên cứu đầu tư và một số dự án đang hoàn thiện, Sapa kỳ vọng sẽ đáp ứng 10 triệu lượt khách vào năm 2030, từng bước nâng tầm du lịch Sapa. Tiếp theo là thông tin thị trường về một số nông sản hoa quả trong tỉnh. Năm nay chè búp tươi khá được giá, chè San Tuyết giá bán bình quân mỗi kg là 8.000 đồng. Chè hữu cơ Bản Liền có giá từ 14 đến 19.000 đồng một kg. Giá bán cao nhất là loại chè San Tuyết cổ thụ Hoàng Thu Phố, Tả Cổ Tỷ ở mức từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng một kg búp tươi. Với mức giá như vậy, người trồng chè có được thu nhập khá từ cây trồng này. Hiện đang vào mùa na, giá bán trên thị trường từ 20 đến 50.000 đồng một kg tùy loại. Tại các chợ có nhiều loại na khác nhau, nhưng người tiêu dùng thường lựa chọn mua na Bảo Thắng bởi độ tươi ngon, ngọt và thơm. Huyện Bảo Thắng có vùng na lớn nhất tỉnh, tập trung nhiều nhất tại các xã Thái Niên, Phong Niên và Xuân Quang. Mặc dù giá bán quả na năm nay có thấp hơn so với năm trước, nhưng đây vẫn là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Đối với quả mít đã vào cuối vụ nên giá cao hơn thời điểm trước. Cụ thể, mít loại 1 có giá 30.000 đồng đến 31.000 đồng một kg, mít loại 2 giá 28.000 đồng đến 29.000 đồng một kg. So với các tháng trước, giá mít đã tăng gấp đôi. Ngày 12 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tổ chức trao tài trợ quỹ khuyến học cho các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và Bát Sát.
Với mong muốn dành sự quan tâm cho các hoạt động an sinh xã hội, góp phần ươm mầm và phát triển thế hệ tương lai, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao tài trợ quỹ khuyến học cho ba huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và Bát Sát với tổng số tiền 300 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các học sinh trường tiểu học số 1 và trung học cơ sở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt. Trước thực trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, dừng đỗ ô tô không đúng nơi quy định diễn biến phức tạp, thành phố Lào Cai phối hợp với Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh tổ chức đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự giao thông trên địa bàn. Sau một thời gian tuyên truyền vận động, sáng ngày 9 tháng 8 vừa qua, tại các tuyến phố chính như Hồng Hà, An Dương Vương, tổ công tác liên lực lượng số 1 đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán và dừng đỗ ô tô không đúng nơi quy định. Quyết tâm giải quyết triệt để các điểm phức tạp về an ninh trật tự, tháo dỡ mái hiên di động, mái che, mái vẩy làm mất mỹ quan đô thị. Tổ chức họp với các tổ dân phố và thứ nhất là các tuyến phố tự quản, các chi hội đoàn thể ra quân tuyên truyền để cho các toàn bộ hệ thống chính trị từ khu dân cư trở đi là tuyên truyền đến từng hộ dân để đảm bảo thực hiện công tác trật tự đô thị trên địa bàn. Việc lập lại cái hành lang an toàn giao thông này cũng rất là tốt và góp phần nâng cao cái mỹ quan đô thị chung của phường cũng như của thành phố. Là người dân thì chúng tôi cũng rất ủng hộ. Thực tế kiểm tra xử lý cho thấy vẫn còn một số trường hợp dù đã được nhắc nhở nhưng cố tình vi phạm. Có trường hợp khi lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm đã không hợp tác. Đối với những người cố tình chống đối, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Địa bàn, thành phố thì các tuyến giao thông thì cũng nhiều và các cái tuyến đường thì cũng có nhiều cái diện tích là nó chưa đảm bảo, nên là đối với người dân thì chúng tôi cũng tuyên truyền nhắc nhở để người dân sẽ chấp hành cái pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như là các cái quy định của địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp lập lại trật tự đô thị không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội và mỹ quan đô thị, mà đây còn là dịp để tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh. Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 13/2023/TT-BIT quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, giá giường bệnh theo yêu cầu loại 1 giường 1 phòng có giá tối thiểu là 180.000 đồng, giá tối đa là 4 triệu đồng một ngày. Khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu như sau. Cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt. Hạng 1, giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá từ 30.500 đồng đến 300.000 đồng. Khung giá trên chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật. Khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu như sau. Loại 1 giường trên 1 phòng, giá từ 180.000 đồng đến 4 triệu đồng. Loại 2 giường 1 phòng, giá từ 150.000 đồng đến 3 triệu đồng. Loại 3 giường 1 phòng, giá từ 150.000 đồng đến 2 triệu 400.000 đồng. Loại 4 giường 1 phòng, giá từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng. Khung giá trên chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế. Tiếp tục chương trình, không được dùng kết quả đánh giá môn ngoại ngữ để xét lên lớp 1, 2. Khơi gợi văn hóa đọc từ các lễ hội sách. Thưa quý vị và các bạn, không được dùng kết quả đánh giá môn ngoại ngữ để xét lên lớp 1, 2. Đây là nội dung đáng chú ý trong hướng dẫn để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện tổ chức dạy học môn ngoại ngữ 1 tự chọn ở lớp 1, lớp 2, bắt buộc với lớp 3, lớp 4 và lớp 5, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương, đáp ứng các yêu cầu được quy định trong chương trình của Bộ. Khi thực hiện dạy học tự chọn ngoại ngữ, cần chú ý bảo đảm tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3. Thời lượng dạy học phù hợp với hình thức học làm quen ban đầu, không gây quá tải cho học sinh. Các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập, không dùng kết quả đánh giá để xét lên lớp.
Bộ Giao thông Vận tải cho phép sử dụng chi phí dự phòng và các chi phí còn dư khác để thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam. Theo đó, đối với 8 trạm dừng nghỉ đã được chấp thuận vị trí, quy mô, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Ban Quản lý Dự án 6, Ban Quản lý Dự án 7, Ban Quản lý Dự án 85, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn cập nhật các thông số trạm dừng nghỉ được duyệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ danh mục dự án trình bộ trước ngày 15 tháng 8. Đối với 18 trạm dừng nghỉ còn lại, các ban quản lý dự án cần ra soát tổng thể chi phí, dự án thành phần các tuyến cao tốc để cân đối, bố trí lựa chọn nhà thầu tư vấn, giải phóng mặt bằng, đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư hiệu quả, không vượt tổng mức đầu tư dự án. Thưa quý vị, những ngày này tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, nhiều hộ dân đang thu hoạch nhãn chính vụ. Năm nay nhãn được mùa, được thương lái thu mua với giá cao nên nông dân rất phấn khởi. Tháng 8 là thời điểm chính vụ thu hoạch nhãn ở xã Triềng Khương. Tại các vườn nhãn, không khí lao động diễn ra khẩn trương từ sáng sớm cho đến đêm. Đặc biệt, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mà nhãn ở Triềng Khương cho thu hoạch gần như quanh năm, tạo thêm được nhiều việc làm cho lao động tại địa phương. Hoạt động thu hái thì cứ dầm dập từ sáng đến trưa. Và ăn cơm trưa xong là đến đầu chiều lại hái tiếp đến tối. Cùng với xuất khẩu nhãn tươi, nghề làm long nhãn ở Sông Mã cũng trở thành ngành nghề truyền thống cho thu nhập cao. Trên địa bàn huyện Sông Mã đã có gần 3.000 lò sấy long nhãn, công suất chế biến từ 1.500 đến 2.000 tấn quả tươi một ngày. Năm 2023, dự kiến sẽ đưa vào chế biến khoảng 25.000 tấn quả tươi. Tôi làm long nhãn là 3 năm nay rồi. Cái không khí làm việc ở đây coi rất chi là nhộn nhịp. Mà coi nhà làm từ 5 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trên địa bàn xã Triềng Khương hiện có hơn 1.000 hecta trồng nhãn cho năng suất đạt từ 15 đến 17 tấn trên 1 hecta. Nhờ có cây nhãn mà kinh tế của xã Triềng Khương ngày càng đổi thay, thu nhập bình quân đạt 37 triệu đồng một người một năm. Tập trung chỉ đạo nhân dân trên địa bàn xã là cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng nhãn giống mới để có hiệu quả kinh tế cao. Hai là tuyên truyền vận động nhân dân trồng nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp vào sản xuất. Thứ ba là quy hoạch vùng sản xuất nhãn công nghệ cao để tham gia xuất khẩu. Hiện các hợp tác xã, hộ dân trồng nhãn ở Sông Mã cũng đã chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Đến nay toàn huyện đã được cấp 46 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Australia, New Zealand với diện tích gần 500 hectare. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến cuộc bầu cử tại 6 bang ở Malaysia ngày 12 tháng 8, kết quả kiểm phiếu cho thấy liên minh cầm quyền và phe đối lập vẫn chia đều sự kiểm soát, với mỗi bên duy trì chiến thắng tại 3 bang. Cụ thể, dữ liệu chính thức từ Ủy ban Bầu cử Malaysia cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm đã thắng ở 3 bang, trong đó có bang giàu có nhất Malaysia, bao quanh thủ đô Kuala Lumpur. Trong khi đó, phe đối lập cũng chiến thắng ở 3 bang còn lại. Theo giới phân tích sở tại, dù kết quả cuộc bầu cử này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thế đa số 2/3 của Thủ tướng trong Quốc hội, nhưng đây được xem là cuộc trưng cầu ý dân về chính phủ liên minh 9 tháng qua. Đáng chú ý, kết quả cũng cho thấy phe đối lập tại Malaysia đã giành được nhiều phiếu bầu hơn. Triều Tiên cho biết đang tập trung tăng cường khả năng ứng phó và phản ứng nhanh của ngành đường sắt trước thiên tai và các hiện tượng thời tiết bất thường. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Bộ Đường sắt nước này đã kêu gọi các đơn vị liên quan hoàn tất kế hoạch, chuẩn bị đối phó với các tình huống khẩn cấp và có biện pháp xử lý kịp thời trong trường hợp xuất hiện những yếu tố thời tiết có nhiều rủi ro. Sở Đường sắt một số khu vực, trong đó có thủ đô Bình Nhưỡng, đang tập trung đảm bảo an toàn cho hoạt động đường sắt trong điều kiện gió mạnh, mưa lớn. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đối mặt với mưa lớn và nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng của bão Hanun. Quân đội và các bộ ngành ở Triều Tiên đã được huy động để giảm thiểu tác động của cơn bão đến nền kinh tế. Ngày 12 tháng 8, theo giờ địa phương, tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, đã phải tiến hành sơ tán du khách trong nhiều giờ do cảnh báo có bom. Cụ thể, đơn vị vận hành địa điểm thu hút hàng triệu du khách mỗi năm cho biết đã nhận được cảnh báo có bom ở tháp Eiffel. Các chuyên gia xử lý bom mìn đã tới hiện trường, trong khi cảnh sát tiến hành lục soát khu vực, trong đó có một nhà hàng ở một trong các tầng tháp.
Theo đơn vị này, đây là thủ tục bắt buộc trong những tình huống khẩn cấp như vậy. Nguồn tin cảnh sát cho biết đã sơ tán khách tham quan ở 3 tầng và khu vực quảng trường bên dưới tháp Eiffel, trong khi một hàng rào an ninh đã được dựng lên và phong tỏa hiện trường. Cảnh báo đã được dỡ bỏ sau đó vài giờ. Để khơi dậy tình yêu với sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, rất nhiều hội chợ và lễ hội sách quốc tế đã được tổ chức trên thế giới, thu hút đông đảo những người đam mê sách và muốn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các tác giả. Cùng với công tác thư viện, công tác xuất bản được chú trọng phát triển, thì các lễ hội sách cũng là dịp để các quốc gia giới thiệu những tác phẩm sách đa dạng đến với độc giả, nắm bắt xu hướng mới của thị trường xuất bản, ký kết các hợp đồng mua bán bản quyền để phổ biến hay dịch thuật. Và cũng là dịp để các nước giới thiệu về đặc trưng văn hóa đọc sách của dân tộc mình. Những lễ hội sách nổi tiếng thế giới có thể kể đến như lễ hội sách quốc tế Edinburgh ở Scotland, hội chợ sách quốc tế London ở nước Anh hay hội chợ sách Hồng Kông ở Hồng Kông, Trung Quốc. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Ngày và đêm 13 tháng 8 năm 2023, vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.